Xin giới thiệu với các bạn một cái bộ khung xe điện bên em làm sẵn dành cho khách hàng. Bộ này thì về cơ bản là bắt được cầu trục bánh xe, hệ thống lái, phụ kiện phanh phiếc các thứ là lắp được hết luôn. Đấy, thì cái này là đã được đồng bộ sẵn rồi, khách hàng mua về chỉ ghép lên thôi. Ngoài ra thì có thêm phần thân vỏ nữa. Đấy, thì em sẽ làm video dần dần để cho khách hàng xem, tham khảo và mua dần. Ai mua được cái gì thì mua, mua vỏ thì mua, mua khung thì mua, mua thiết kế thì mua. Đấy, cái khung này thì phù hợp với cái loại cầu có chiều rộng là 1m2, chiều dài thì chiều dài xe đấy, chiều dài của khung đây. Cái này thì nó sẽ còn hoàn chỉnh dần dần thì 2m4 các bạn nhé. Đấy, chiều dài xe là 2m4. Con xe này làm con xe 4 chỗ rất là đẹp. Đấy, thì đây là cái phần chứa bình ắc quy này. Đấy, phần này là phần ghế ngồi sau này. Đây là đồng thời ghế ngồi trước luôn, là ghế ngồi trước. Phần này là phần bắt vô lăng, bắt lái này. Phần bản mã này là bắt chân phanh dầu này. Mấy cái con ốc khoan nhỏ ở đây này là phần bắt chân ga. Đấy, đây người ta đã làm hết ốc này. Ốc này, ốc này là để bắt chân ga này. Chỗ này là để bắt chân phanh dầu này. Phần này là để bắt thước lái này, cột lái thước lái này. Phần này là cái mặt bản mã này để bắt thước lái này, thước lái một đầu các bạn nhé. Thì video thì em sẽ làm dần dần, mỗi ngày làm một ít. Loại này thì không sử dụng nhíp nhé, sử dụng 4 hệ thống treo, rất là êm, và hầu như các dòng xe điện bây giờ họ đều làm dùng hệ thống treo thôi, chứ họ không dùng nhíp. Đấy. Cái khung này thì chuyên cho xe điện, để các bác làm xe xăng thì có thể tham khảo, nghiên cứu cái phần bắt thước lái và phần bắt chân phanh, chân dầu, hệ thống lái thì các bạn có thể, thực ra các bạn mua nguyên cái bộ đầu rồi về làm cầu cá đăng máy xăng cũng được. Đấy. Thì máy xăng thì sẽ phải cải tổ một số để luồn trục cá đăng thì nó sẽ phức tạp hơn rất là nhiều. Cái này là tùy khách hàng nghiên cứu thêm thôi. Bên em thì bộ khung này là dành cho xe điện, máy xăng rất là phức tạp. Đấy, xe điện thì rất là đơn giản, cầu trục, động cơ ắc quy, thế là xong, dây điện nữa. Đấy, thì video này em làm khái quát để cho các bác nghiên cứu tham khảo dần. Và ai mua thì bên em sẽ bán. Nếu mà khách hàng mua ấy, thì bên em sẽ một là có hai hình thức. Hàn sẵn như này thì phí gửi nó sẽ rất là cao. Đấy, thì bên em sẽ hàn cho các bác phần đầu như thế này, vỉ đuôi như này và vỉ đế như này. Đấy, về thì các bác sẽ cái phần này thì khách hàng hàn thêm vào. Phần này để khách hàng hàn thêm vào. Đấy, những cái thanh này thì sẽ để một cái mặt phẳng như thế này. Bốn cái cây này sẽ để lại là cho các bác về các bác hàn. Cái này, này. Để cho các bác hàn. Kích thước em sẽ gửi cho các bác theo kích thước. Đấy. Và có thể là sẽ đánh dấu để cho các bác hàn vào đó cho nó dễ. Đấy. Thì mỗi ngày em sẽ lên một chút video lắp ráp dần dần. Thực ra thì cả một con xe nó cũng không phải là đơn giản, nó rất là nhiều chi tiết. Đấy, nguyên như cái phần vật tư con cho cái bọn này là nó đã lên đến tới khoảng chủng loại sắt này là nó đã lên đến tới khoảng 24 loại kích thước khác nhau rồi.
kích thước và chủng loại khác nhau rồi. Đấy là nó đã rơi vào khoảng 24 loại rồi. Cho nên là rất là phức tạp. Thì bên em sẽ, nếu như các bác làm mua thì bên em sẽ hàn y xì như này em bán cho các bác về nhé. Vì sau là em sẽ hàn phẳng như thế này, đằng trước này em sẽ hàn như thế này đấy, và phần đáy này sẽ hàn là như thế này. Thì các bác mua về chỉ việc hàn kết nối cái đoạn này lên cái đoạn này thôi đấy. Còn đằng trước các bác hàn kết nối đoạn này lên đoạn này, những cái gì lằng ngoằng có thể mình hàn thêm cũng được. Cảm ơn các bác đã theo dõi video của em. Mọi chi tiết liên hệ 0983818955. Cái khung này thì nó nặng khoảng gần 40 cân thôi. Xe điện thì người ta ưu tiên là làm nhẹ các bạn nhé, rất là nhẹ. Đấy. Các bác có thể mua một bộ về tự nghiên cứu, cũng là một cái phần để nghiên cứu thêm. Các bạn nào chưa đăng ký kênh thì có thể đăng ký thêm kênh và bật chuông thông báo để xem những cái phân đoạn video tiếp theo. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video.